Có lẽ bạn đã từng nghe tiếng vẹt kêu, nhưng bạn có biết rằng những chú vẹt không chỉ biết nói mà còn có một cách giao tiếp rất đặc biệt và phong phú giữa chúng với nhau. Hãy cùng tôi khám phá thế giới giao tiếp của những chú vẹt, nơi mà âm thanh, màu sắc và hành vi hòa quyện để tạo nên một ngôn ngữ độc đáo. Trước hết, điều thú vị nhất là vẹt không chỉ giao tiếp bằng tiếng kêu. Chúng sử dụng âm thanh để truyền đạt cảm xúc, cảnh báo nguy hiểm hoặc thậm chí thu hút bạn tình bạn có thể nghe thấy những tiếng kêu chói tai khi một chú vẹt cảm thấy hạnh phúc hay những tiếng rít gắt gao khi chúng phát hiện ra một mối đe dọa những âm thanh này không chỉ đơn thuần là tiếng kêu mà còn mang theo thông điệp về trạng thái cảm xúc và tình huống xung quanh bạn có tưởng tượng được không một buổi sáng yên bình bỗng dưng nghe thấy tiếng vẹt kêu inh ỏi có thể là dấu hiệu của việc có kẻ thù đang tiến lại gần không chỉ dừng lại ở âm thanh màu sắc cũng là một phần quan trọng trong giao tiếp của vẹt những chú vẹt thường có bộ lông đầy màu sắc và chúng sử dụng điều này để thể hiện bản thân khi một chú vẹt xòe rộng cánh và khoe bộ lông rực rỡ đó có thể là cách chúng thu hút sự chú ý từ những chú vẹt khác đặc biệt là trong mùa sinh sản màu sắc không chỉ để gây ấn tượng mà còn giúp chúng nhận diện nhau trong tự nhiên nơi mà ánh sáng và bóng đổ có thể khiến mọi thứ trở nên khó phân biệt hành vi cũng đóng một vai trò quan trọng trong cách vẹt giao tiếp bạn có thấy những chú vẹt thường xuyên chạm mỏ vào nhau không đó không chỉ đơn thuần là hành động thân mật mà còn là cách chúng thể hiện sự kết nối xã hội hành động này giúp tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong đàn đồng thời cũng là một cách để truyền đạt thông điệp rằng tôi ở đây tôi an toàn đó là lý do tại sao bạn thấy những chú vẹt thường xuyên quấn quýt bên nhau chúng không chỉ là bạn bè mà còn là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xã hội của chúng và đừng quên rằng vẹt cũng có khả năng bắt trước âm thanh rất tốt điều này không chỉ là một trò vui mà còn là một kỹ năng sống còn khi một chú vẹt sống gần con người nó có thể học cách bắt chước tiếng nói của chúng từ đó tạo ra một hình thức giao tiếp mới điều này không chỉ giúp chúng hòa nhập với môi trường sống mà còn tạo ra những kết nối đặc biệt với con người bạn có thể thấy một chú vẹt gọi tên bạn hoặc thậm chí lặp lại những câu nói mà bạn thường sử dụng thật tuyệt vời phải không tóm lại giao tiếp của vẹt là một bức tranh đa sắc màu nơi mà âm thanh màu sắc và hành vi hòa quyện với nhau để tạo ra một ngôn ngữ độc đáo nếu bạn có cơ hội quan sát những chú vẹt trong tự nhiên hoặc thậm chí là trong nhà hãy dành chút thời gian để lắng nghe và nhìn ngắm chúng bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của những chú vẹt không chỉ đơn giản là ăn và ngủ mà còn là một cuộc sống đầy màu sắc và thú vị hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng cùng những chú vẹt và bạn sẽ khám phá ra rằng thế giới giao tiếp của chúng thật sự kỳ diệu